Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 14 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Nam Định còn 4 bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã chữa khỏi 3 ca. Trong ngày 12 tháng 8, kết quả xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định. 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 phát hiện trong ngày 12 tháng 8 đều là các trường hợp trở về từ Nga trên chuyến bay VN5062 được cách ly tại cơ sở cách ly của tỉnh ngay sau khi nhập cảnh. Trong 3 trường hợp này, 2 trường hợp không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, 1 trường hợp có biểu hiện ho khan, không sốt, không khó thở. Trong ngày 13 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện Trường Ninh tiếp nhận thêm 1 trường hợp trở về từ Nga, tiền sử ung thư tụy đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đang cách ly điều trị 7 trường hợp, trong đó có 4 bệnh nhân COVID-19, 3 trường hợp nguy cơ cao với COVID-19. Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh hiện đang cách ly 151 trường hợp, trong đó 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được cách ly tại phòng riêng, 8 trường hợp tiếp xúc gần, 128 trường hợp khác từ Nga trở về và 12 trường hợp khác, trong đó 1 trường hợp có biểu hiện đau họng, ho khan, ngạt mũi, chảy nước mũi, 1 trường hợp mang thai 20 tuần có biểu hiện sẩn ngứa, phù mi mắt. Cơ sở cách ly khách sạn Hội An, huyện Vụ Bản đang cách ly 43 trường hợp, tình trạng sức khỏe ổn định. Toàn tỉnh có 1.217 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Các trường hợp này hiện tại sức khỏe ổn định. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đảng bộ thành phố Nam Định hiện có 86 tổ chức cơ sở đảng với trên 15.000 đảng viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ngay sau khi có nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, trong đó xác định 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ đảng viên đều cam kết với chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết gắn với việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Việc tiến hành kiểm điểm đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng. Trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng. Nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, một trong những giải pháp được Thành ủy Nam Định chú trọng thực hiện đó là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học Bác, từng đồng chí trong cấp ủy, từ bí thư chi bộ luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm trong công việc. Từ đó các đảng viên tự giác làm theo. Cái điều chúng tôi thấy nó sống động nhất đó là không nói nhưng mà lại làm rất là tốt. Tất cả đều rất là chuyển biến và chúng tôi cũng không phải mất nhiều công sức để như những năm trước đây là phải nhắc nhở đi sinh hoạt như thế này, gia đình phải sống như thế kia rồi thực hiện cái nếp sống văn hóa như thế nào thì chúng tôi cũng không cần phải nhắc nhiều mà cái đó cứ tự nhiên là nó có. Đó là điều tôi thấy là đáng mừng nhất. Thì chứng tỏ điều đó nó đã thấm rất sâu vào các đồng chí cán bộ đảng viên khi mà học tập chỉ thị 05 và cũng áp dụng luôn vào cái nghị quyết Trung ương 4. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được đổi mới, có tính chiến đấu và xây dựng hơn. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Nam Định hàng năm đạt từ 85% đến 95%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75% đến 80,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Xuân Trường trong 7 tháng đầu năm 2020 tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2019. Quỹ tìm vụ bản hỗ trợ tín dụng để các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Vượt lên tật nguyền, anh Trần Văn Thắng ở xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh đã gặt hái được quả ngọt bằng mô hình nuôi chim bồ câu Pháp. Bảy tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Xuân Trường ước đạt 3.204 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt trên 21 triệu đô la Mỹ, giảm 0,33% so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Trường gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong tháng 4 thực hiện cách ly toàn xã hội. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa không thiết yếu tạm dừng hoạt động, nhiều cơ sở sản xuất cầm chừng, thu hẹp. Tuy nhiên, ngay khi chuyển sang trạng thái bình thường, mới vừa phòng dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, các cấp chính quyền, ngành chức năng của huyện Xuân Trường đã kịp thời định hướng, hỗ trợ để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động giảm bớt những tác động xấu trong điều kiện nền kinh tế thế giới gặp khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm sút. Từ nay đến cuối năm 2020, huyện Xuân Trường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại nội địa, theo tinh thần chỉ thị số 11 ngày 4 tháng 3 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19, nhằm duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp. Triển khai trên địa bàn huyện Vụ Bản từ tháng 9 năm 2007, qua 13 năm hoạt động và phát triển, đến nay, Quỹ Tim huyện Vụ Bản đã thành lập được 58 cụm ở 9 xã thị trấn, thu hút 2.149 thành viên tham gia. Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Quỹ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tín dụng, giúp các thành viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Từ đầu năm 2020 đến nay, Quỹ Tim huyện Vụ Bản đã giải ngân trên 16 tỷ đồng cho 700 lượt thành viên vay vốn, trong đó có 196 thành viên vay vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ, 121 thành viên vay vốn đầu tư cho hoạt động dịch vụ, 201 thành viên vay vốn đầu tư cho chăn nuôi gia súc gia cầm. Số còn lại vay vốn đầu tư ở các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, thủy sản, trồng trọt và xây dựng. Tỷ lệ hoàn trả gốc lãi đạt 100%, không có nợ quá hạn. Ngoài ra, quỹ còn có nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo 4% một năm và 0,44% một tháng với hộ cận nghèo. 6 tháng đầu năm 2020, đã có 43 lượt thành viên được tiếp cận nguồn vốn hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 681 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ tín dụng, Quỹ Tim huyện Vụ Bản còn có các hoạt động thiện nguyện như xây nhà mái ấm tình thương, tặng học bổng cho con thành viên nghèo học giỏi, tặng quà động viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Thưa quý vị và các bạn, với những thanh niên khỏe mạnh bình thường, để có thể đạt được thành công trong phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng là một thử thách không hề nhỏ. Với anh Trần Văn Thắng, sinh năm 1993, một thanh niên khuyết tật ở xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, để làm được điều đó khó khăn gấp nhiều lần. Nhưng với nghị lực vượt lên trên tật nguyền của bản thân, anh Thắng đã gặt hái được quả ngọt bằng mô hình nuôi chim bồ câu Pháp. Hơn 7 năm gắn bó với mô hình trang trại nuôi chim bồ câu Pháp, anh Trần Văn Thắng ở xóm Phượng Tường 2, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh hiện đã có trong tay 700 đôi chim bồ câu Pháp đẻ, 100 đôi chim dự bị và hàng ngàn con chim cút cùng với các loại gia cầm khác như ngan vịt. Với mức tiêu thụ như hiện nay, mô hình chăn nuôi của anh Thắng đã mang lại thu nhập mỗi tháng bình quân 15 triệu đồng. Mình là thấy thích mua về chơi xong rồi vừa làm đục vừa nuôi chơi. Năm về đây cảm thấy nó kế với hiệu quả thì mình phát triển thêm và mình thu nhập thêm và cũng làm thêm để đục. Nhưng mà giờ là cái chính của chim này.
Thì thu nhập cuộc sống nó cũng đều đều thì mình làm thôi. Sinh ra vốn khỏe mạnh bình thường, năm lên 7 tuổi, anh Trần Văn Thắng bị ngã, gãy cả hai tay. Cánh tay trái giờ bị tật nguyền không co vào được. Đến 9 tuổi thì phát hiện bệnh xương khớp cột sống lưng. Gia đình đã đưa anh đi chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Sức khỏe có hạn nên năm 11 tuổi, anh Thắng không thể tiếp tục theo học văn hóa, đành ở nhà làm nghề chạm khắc gỗ. Hiện anh Thắng chỉ cao hơn 1m và lưng bị gù do ảnh hưởng của bệnh xương khớp. Hơn 20 năm gắn liền với ốm đau bệnh tật nhưng không vì thế mà Thắng nản chí. Anh quyết tâm thay đổi số phận với suy nghĩ khuyết tật thân thể chứ không khuyết tật trí tuệ. Sau một thời gian mua chim bồ câu pháp về nuôi thử và thất bại, không nản chí, anh Thắng tìm tòi nghiên cứu đặc tính của chim và đầu tư con giống sản xuất trở lại. Mỗi ngày anh cho chim ăn 2 bữa, thức ăn chủ yếu là ngô trộn lẫn cám công nghiệp. Ngoài ra anh thường xuyên vệ sinh chuồng trại, bổ sung thêm thuốc bổ, tiêm phòng bệnh định kỳ cho đàn chim. Với đặc tính có khả năng sinh sản liên tục, mỗi con bồ câu mái sau 4 đến 5 tháng tuổi bắt đầu đẻ lứa trứng đầu tiên, mỗi lứa cho 2 trứng. Hiện tại mô hình nuôi chim bồ câu pháp của anh Thắng không chỉ xuất bán chim thương phẩm với giá bán bình quân từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng một đôi mà còn đầu tư máy ấp trứng để xuất bán chim giống cho các hộ nuôi trong vùng. Đầu tiên là nó nuôi dạng là nuôi chơi bòi thôi. Thì mất mấy cái năm trước đấy thì em nuôi chơi bòi thôi. Nhưng mà về sau là em nó nuôi thì cảm thấy là em nuôi là có công nuôi được. Thế là em mới xin bố mẹ là cho đất cát em nó làm nhà. Cho chia đất cát cho em nó làm nhà xong là em nó quay nó rước chim nó nuôi luôn. Đấy, nó cảm thấy là nó khuyết tật thì nó không thể làm ăn được cái gì thì nó hướng về con chim, nó nuôi con chim, con cò để nó kiếm tiền thuốc, tiền thang, tiền sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà cái nghị lực của em thì nó nuôi thì nó cũng mạnh tay. Và vốn liếng thì em thì có tí vốn thì dồn hết vào làm nhà vừa rồi. Đến khi mà làm ra nhà xong cái là vốn không có thì em tự tìm vốn em nuôi chứ em không phiền trần. Nghĩ ra được là làm được. Không chịu thua ai. Vượt lên trên hoàn cảnh tật nguyền, nỗ lực không ngừng xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu pháp, anh Trần Văn Thắng đã có được cuộc sống ổn định. Bằng ý chí và nghị lực quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, anh Trần Văn Thắng xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn trẻ học tập và noi theo. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm số gia đình đạt danh hiệu văn hóa của tỉnh tăng hơn 1,3%. Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Lộc tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu quân khu 3, 75 năm đồng hành cùng dân tộc. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của tỉnh Nam Định tăng từ 79,6% lên 85% với số lượng từ trên 466.000 gia đình văn hóa năm 2015 đến nay tăng lên trên 521.000 gia đình văn hóa, trung bình mỗi năm tăng hơn 1,3%. Đạt được kết quả này là nhờ các huyện, thành phố đã hướng dẫn các địa phương đăng ký đạt chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp, tăng cường đầu tư cho các thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các gia đình văn hóa luôn ý thức trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Các mô hình gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình vượt khó đi lên, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực đã góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Đời sống kinh tế tinh thần của người dân từng bước phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến tích cực. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự tại các khu dân cư được đảm bảo. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển. Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu quân khu 3, 75 năm đồng hành cùng dân tộc. Sau hơn 2 tháng tổ chức triển khai, ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu quân khu 3, 75 năm đồng hành cùng dân tộc, huyện Mỹ Lộc đã tiếp nhận gần 20.000 bài dự thi với đa dạng các thành phần tham gia, trong đó tác giả nhỏ tuổi nhất là các cháu 7 tuổi, cao nhất là 72 tuổi.
Sau quá trình sàng lọc và tổ chức chấm thi nghiêm túc chặt chẽ, ban tổ chức đã lựa chọn được những bài dự thi có chất lượng cao cả về hình thức và nội dung, với rất nhiều tư liệu, hình ảnh phong phú sinh động, phản ánh rõ nét truyền thống lịch sử hào hùng, đặc trưng văn hóa của mảnh đất con người quân khu 3 để tiếp tục gửi tham gia cuộc thi ở cấp tỉnh và cấp quân khu. Tổng kết cuộc thi Quân khu 3 75 năm đồng hành cùng dân tộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Lộc đã trao giải cho 7 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất. Sau hơn 2 tháng thực hiện thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở xã Hải Châu, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp hội cựu chiến binh thành phố Nam Định nhân rộng các tổ cựu chiến binh vì dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường, trang bị cho người dân các kiến thức, kỹ năng về phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp triển khai mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Sau hơn 2 tháng làm điểm tại xóm 2 và xóm 3, thôn Phú Lễ, xã Hải Châu, mô hình đã được nhân dân địa phương tích cực hưởng ứng, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua khảo sát thực tế của Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu, đa số các hộ gia đình ở xóm 2 và xóm 3 thôn Phú Lễ, xã Hải Châu đều có vườn tạp, rất thuận tiện cho việc triển khai mô hình xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Để triển khai mô hình, Hội Phụ nữ huyện cùng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội Phụ nữ xã Hải Châu đã tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ nhân dân xóm 2 và xóm 3 thôn Phú Lễ, trực tiếp đến từng hộ gia đình làm điểm, hướng dẫn cách xử lý rác theo quy trình để mô hình đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, thời gian đầu, mô hình gặp không ít khó khăn do thói quen sinh hoạt của người dân. Ban đầu là chị em là cũng không đồng tình ủng hộ. Chị em bảo là ý là rác là các thức ăn là chị em vứt xuống ao hoặc là vứt ra vườn. Rồi là sau là chúng tôi đến ý là đến tuyên truyền cho chị em hiểu biết, xong là chị em mới hiểu ra là chị em mới làm. Đầu tiên ấy là sử dụng thì cũng băn khoăn, tưởng nghĩ là nó sẽ có mùi hôi thối ra thì cũng khiếp, rồi nhặng nó về. Nhưng mà khi đến quá trình mình sử dụng thì thấy nó rất là có hữu hiệu đấy, không có mùi gì cả. Khi mình cho rác vào thì mình lại xử lý có cái nước xịt đấy, nước diệt khuẩn, là mình đưa nó vào, cho nên là không có mùi gì cả, môi trường trong sạch. Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình điểm, đến nay đã có 141 hộ biết cách xử lý phân loại rác thải ngay tại gia đình. Nhận thức và trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao. Thông qua mô hình đã tận dụng được rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây hoa màu ngay tại gia đình, góp phần giảm đáng kể lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường. Thay vì thu gom rác thải từ 2 đến 3 lần một tuần, nay tổ thu gom xử lý rác thải của xã Hải Châu chỉ đi thu gom rác một lần một tuần. Chúng tôi đã hiện nay đã phát động đến 33 xã thị trấn trong toàn huyện còn lại, là trong năm 2020 là mỗi xã là chọn một chi hội để làm điểm, và cũng phát động 100% hộ gia đình có đất vườn tạp tại gia đình mình là sẽ sử dụng cái mô hình phân loại rác thải tại nguồn và có hố có nắp đậy như thế này. Thành công ban đầu của mô hình điểm xử lý rác thải tại gia đình ở xã Hải Châu, huyện Hải Hậu đã lan tỏa sâu rộng phong trào bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, góp phần không nhỏ trong việc giữ vững tiêu chí môi trường, tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hải Châu nói riêng và của huyện Hải Hậu giai đoạn 2019-2025 nói chung. Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Nam Định luôn quan tâm chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó, việc tổ chức và nhân rộng các tổ cựu chiến binh vì dân đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, ở tất cả 25 phường xã của thành phố đã thành lập 189 tổ cựu chiến binh vì dân với 921 hội viên. Ngoài lực lượng cựu chiến binh là chính, các tổ cựu chiến binh vì dân có sự tham gia của cảnh sát khu vực để đảm bảo sự phối hợp hoạt động hiệu quả. Các cựu chiến binh vì dân đã tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ hội viên và nhân dân, đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của địa phương. Thời gian tới, Hội cựu chiến binh thành phố Nam Định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động của tổ cựu chiến binh vì dân.
phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người lính Cụ Hồ, vận động cán bộ nhân dân ở các khu dân cư chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua của địa phương, tích cực giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.